Em xin chào cả nhà. Hôm nay em lại lên với cả nhà một cái video. Bởi vì là do là dịch em cũng không đi ra quay được, cho nên là lên với anh em. Đấy, một số cái sản phẩm đặc sản Tây Bắc anh em nhé. Thì đầu tiên nói đến cái vật dụng trước. Thì đây là cái đũa của người Thái. Người Thái họ vót thủ công các bác này. Họ luộc qua cái nước đỏ các bác nhé. Luộc nước của lá cây đỏ. Đấy, đây là đầu đũa của nó này. Nếu các bác thấy cái đầu đũa nhà mình nó nhọn ấy, hoặc là tưa ra ấy, thì các bạn nên thay. Thì tôi bán, em bán cái bộ này với giá là 30.000. Đấy, có giảm giá cho anh em nhé. Một số cái sản phẩm khác, ví dụ như là nấm hương rừng. Đấy, nấm hương rừng như này thì một túi là 5 lạng. 5 lạng này là giá là 140.000 một túi các bạn nhé. Đây là họ sâu mà. Họ phơi cho họ sâu vào bằng lạt các bạn nhé. Đấy. Còn cái loại tam thất củ, loại 52 củ 1 kg thì 1 triệu một một túi này. Đây là một túi 1 kg, 1 triệu các bạn nhé. Đấy. Còn những cái sản phẩm khác, ví dụ như là sản phẩm để cho anh em ngâm rượu thì em luôn sẵn hàng. Đấy, ví dụ như là quả sim rừng chẳng hạn. Đấy, sim rừng các bác nhé. Đấy, hoặc là sản phẩm chuối đỏ xin hồ. Đây là em làm ở trong đấy kiểm sát nên em gửi cho anh về bán. Đấy, còn một số sản phẩm khác nữa, ví dụ như là rễ cây mú tần. Đấy, dược liệu quý. Cái này ngâm rượu uống này, người ngủ củ thức này. Đấy. Còn trước đó thì sản phẩm em kinh doanh đó là sản phẩm mật ong rừng. Mật ong khoái rừng các bác nhé. Đấy. Nhìn rất là ngon luôn. Các bác nếu mà muốn phân biệt mật ong rừng với mật ong nuôi chỉ cần nhìn cái váng phấn trên ngọn này, đấy biết là mật ong rừng, ong khoái. Hoặc là các bác vào cái kênh cái fanpage Facebook ấy, trên Facebook mật ong rừng Phú Hương. Phú là tên em, còn Hương là tên của vợ em. Đấy, trước đây em chưa làm lan thì em làm mật ong này 3-4 năm. Còn một số sản phẩm khác nữa, quên, mật ong này là 400.000 một lít các bác nhé. Nếu lấy nhiều thì 380. Còn cái loại thuốc đặc trị sâu răng của người dao đỏ này. Đấy, sâu răng viêm lợi hôi miệng, cái lọ này là 90.000 một lọ các bạn nhé. Tiếp theo là sản phẩm rượu xoa bóp bọ cạp của ông Giàng A Páo, giá là 180.000 một cặp. Đấy, mua lẻ một chai là 90.000 thôi, em bán nhé. Đấy, chuối hột rất nhiều. Đây, chuối mật. Chuối mật thì là 100.000, 100 đúng rồi. Chuối long nhãn. Long nhãn khô này là long nhãn sông Mã anh em nhé. Đấy, long nhãn này là sấy bằng điện anh em ạ. Nếu chúng ta sấy bằng than thì nó ám cái màu đen vào quả ngay. Cho nên là đây là long nhãn sấy điện các bác nhé. Nhìn rất là trắng, đẹp. Đấy, 200.000 một cân. Đấy. Chuối hột thì còn có chuối hột đỏ, chuối hột đen. Đây là chuối hột đen này. Chuối hột đen này là 90.000 một túi. Đấy, 1 kg. Một số sản phẩm khác như là dốc két 1 giờ. Đấy. Dốc két 1 giờ này là 250. Gồm có rất nhiều những cái vị khác nhau như là mú tần, kỷ tử đỏ. Đấy. Anh em nhé. Mắc khén hạt dồi nhà em luôn luôn sẵn này. Đấy, măng khô, mộc nhĩ rừng. Đấy. Mộc nhĩ khô rừng nó vắt khô kiệt luôn. Đấy. Măng rừng. Đấy. Còn thớt nghiến. Rất nhiều thớt nghiến. Đấy các bác nghe. Đấy. Rồi. Táo mèo khô. Đấy, táo này 60.000 một túi. Xin chào mọi người.